Anh dự đoán cặp trận SE với lại Buffalo đi. SE với lại Buffalo ha. Bây giờ mình nhìn nhận vô cái kèo SE với lại Buffalo. Cái điểm mạnh của Buffalo đâu? Cái điểm mạnh bây giờ nếu như mà để gọi là cái điểm mà Buffalo có thể khai thác được ở trong dàn cắm và chọn á, thì tôi nghĩ là đến từ cặp đôi đường dưới. Có thể là cặp đôi đường dưới thì với phong độ thi đấu cao thì Shogun với lại Taki thì có thể nhỉnh hơn Celeb với lại Ballet. Nhưng mà chứ đường giữa với lại đường trên thì tùy nha, đường trên thì tùy vô kèo. Nhưng mà đường giữa với lại rừng là đang hơi bị lép vế hơn. À, bên phía của xe đường giữa với lại rừng hơi hơi bị cháy. Đường giữa với lại rừng hơi bị cháy. Kèo này hôm qua thì tôi có nói sơ bộ với anh em rồi, hôm qua thì tôi nghĩ là sẽ là 2-1 dành cho bên phía của SE. Ừ, tôi nghĩ là 2-1 dành cho bên phía của SE. Tôi cũng nếu mà ngày mai mà SE thắng 2-1 tôi liên hệ với anh Bơ, tôi xin phỏng vấn liền luôn. Phỏng vấn liền ngay trong buổi tối luôn. Ok. Tại team nó đánh ok quá. Anh nghĩ tỷ lệ của xe vô địch sẽ là bao nhiêu? Ôi bây giờ nha, bây giờ nếu như nó giữ được cái phong độ như thế này thì tôi cảm giác như là nó sẽ có một suất vào playoff đó, vào top 4 á. Còn đi xa được hay không là tùy anh em, là tùy vào những cái diễn biến tại playoff. Nhưng mà nếu mà đánh như thế này thì cảm giác như là đủ sức mạnh để mà chen chân vô top 4 là ok đó. Để hồi nữa tôi gì ạ? Rồi á, bỏ này để luôn đấy. Giờ đang coi gì ạ? Để ổng á, để cameraman rồi. À, đang coi giải ở trên Huyên Gia đúng không? Coi giải trên mấy cái platform ở bên Trung Quốc đồ các thứ hả? Xem giải với em mà. Nghiêm túc lên đi. Tôi phải nghiêm túc á. Ok, nãy xem giải chứ không phải là xem gái. Ủa Kin Lai và Kin là ông media hả? Anh em media hả? Em thấy Vinboy và Celeb khác biệt như thế nào? What is the difference between Có sự khác biệt nhỉ? Ai nghĩ là một trời một vực luôn. Vinboy là kiểu đang ở trên mây, Celeb thì kiểu chui xuống lòng đất luôn à. Chết Celeb cũng kiểu ở dưới lòng đất luôn á. Trước giờ fan hâm mộ toàn đến từ Celeb thôi mà bây giờ như vậy. Em nghĩ mọi người bắt đầu chuyển dần qua làm fan Vinboy được rồi. Okay. Mọi người anh em fan Celeb thì bắt đầu chìm Celeb xuống và đông Vinboy lên được rồi đó. Yeah. Sắp tới sẽ không xài Celeb nhiều đâu, có khi là tích luôn á. Đúng đúng không? Đúng đúng. Hả? Đúng không? Đúng không? Điện đó đúng không? Thì mình có ai tin Celeb hả? Celeb là Celeb là nhiều nhiều anti nhất, nó hay lạ. Celeb là nhiều anti nhất. À, nguyên team cô lập Celeb của tôi. Vẫn còn Ballet không? Ballet. À, vẫn còn Ballet. Vẫn còn Ballet tin đúng không? tính luôn, mỗi lần mà coi tới cái đoạn chat talk á hoặc là coi tới phỏng vấn á, Ballet nó rất là nghiêm túc luôn anh em. Kiểu dạng Ballet nó phân tích điểm mạnh, điểm yếu. Nếu như anh em nào để ý nha, mà Ballet mỗi lần mà nó lên nó phỏng vấn sau cái trận thắng á là phân tích điểm mạnh, điểm yếu của viên team kia rồi các thứ. Ballet nó nghiêm túc. Ballet nó nghiêm túc. Ballet nói lên một câu đi Ballet. Cười 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 anh nghe nói là Slider cần bà tàu top 1 VCS thì một tí nữa em gặp trận đấu với GE gặp Slider thì em cảm thấy như thế nào, có khoai không? Khoai à, thôi có sò nói à, có có ăn được ăn được. Nhóm em nhóm tỷ số ở đây như thế nào? 2-0 thôi, 2-0 thôi nha. 2-1 đi được. Nhường cho nó chặn thôi. Ok 2-1 luôn. Quá select sao dễ tính vậy. Tại team mềm á nên anh thích đánh. Mềm anh chỉ anh chỉ đã thích đánh mấy team nào mà kiểu ghê ghê thôi chứ nghe mấy team mềm. Nghe được quá vậy. Cô lập tới luôn. Để tôi. Giờ tôi ra tôi bây giờ tôi ra ngoài tôi thích nói tôi nói. Tưởng mình quan trọng hay gì mà tôi thích này nọ. Ủa, tôi bây giờ tôi ở ngoài tôi thích nói thì tôi nói. Tôi có miệng mà. Tôi nói đi nói khùng kệ tôi chứ. Chứ mày làm như đứa gì á, to tiếng luôn. Để đi em đánh với mày. Tao thích đó sợ. Mày rồi. Thích trong chuồng người sủa ra có ai nghe đâu. Đâu nữa. Trời ơi, nguyên team nó cô lập tới luôn. Sao? Tới luôn. Sao? Anh Hạc ơi, anh em gãy Hạc. Anh tay tao.
đâu rồi tí xong đánh đi. Đúng rồi, à. Luôn với đựng nó quýnh mày. Đi đi nó, kể đi nó, dự bị hoài, kể cái dự bị đi. À, gãy tay rồi anh Tiến ơi. Ai à. Đừng có chơi, đừng có chơi mấy thằng dự bị đi. Ai dự bị lạnh to mất. Bơ, em nhắm hôm nay em sẽ đưa em được bao nhiêu file solo kill? Chắc ít đường qua nha. Ít đường qua. Nữa. Cái này không ai từng nha. Mai mốt đừng có nói bình luận viên Tân Quốc Ember. Đừng có nói bình luận viên là nâng bi Ember là sát thần, là ông chùm solo kill. Này tự tim nha, tự tim nha. Tự tim dạy hư Ember nha. Em giờ tay to. Mấy nay tập gym quá hả? Đúng rồi, mấy nay tập gym quá. Em thấy kết quả trận đấu bữa nay sẽ như thế nào? Ê nhưng mà cái bể tướng của Ember nó có con gì? Con gì là con tướng tủ của Ember nha? Tôi bao hơi nhiều anh em thông cảm. Con gì đang là con tướng tủ của Ember nè? Thằng Ember thì nó đánh theo kiểu Fiora cũng được nè đúng không? Camille cũng được nè đúng không? Nhưng mà kiểu như là Riven nè. Riven Na là bình thường, Na là Playbit là bình thường. Kiểu như giống như là Zeroth đi. Zeroth thì sẽ có con dây. Ok, Bích dây là Zeroth với lại dây với lại Ire là kiểu kiểu như vậy. Thì cái con tướng mà tủ tủ hoặc là Hamed đi thì nó có con Vayne. Đó, thì cái con tướng mà để làm signature của Ember là con gì? Con Gwen, Na, Fiora, Riven, Camille. Chưa thấy để lại dấu ấn lớn nha. Cá nhân tôi thì tôi chưa thấy nó để lại một cái signature. Ví dụ như là Kiaya đi, thì mình nói tới Kiaya mình sẽ tới những cái con tướng như là Aatrox. Nói tới Bull mình sẽ nói tới là On. Nói tới Lohani là mình sẽ nói tới Gangplank. Những con tướng nó làm nên tên tuổi. Hamed thì là Vaybu. Zeroth thì là Ire với lại Jay. Đó. Còn Ember là kiểu dạng có Riven thì nó đang hơi lạ hơn so với mấy con khác. Con Gwen thường con Na thì tôi thấy kiểu dạng cũng được. Nói chung là con Na là đối phương băng trụ, đối phương fail, đối phương tự chết. Đối phương tự chết. Không, nhưng mà cái đợt mà nó đánh con Na nó cũng đẩy 3, đẩy 4 địa. Vô combat nó đẩy nhiều người cũng được. Con Riven, con Gwen, Viura. Có chơi, nói chung có chơi nhưng mà để mà signature thì tôi nghĩ là thôi để theo dõi đi. Theo dõi thêm đi, coi giai đoạn tiếp theo thì con tướng nào sẽ là con signature của nó. Không chơi đây hả? Tại vì bên kia toàn chuối phi không à? Và bây giờ thì Yi mới là người đặt cấp độ 2. Hãy nhớ rằng là trong đội hình của Genius Esports đang có một người cấp độ 2 trong khi nền cấp độ của tất cả. Ôi, tay hay quá. Ôi sao khi tiên cây của này không toang hơi phí. Nhưng anh ta bị thiêu đốt và sát thương là vừa đủ để tính hơi bự ha. BioB một pha cướp rừng không có. Nè, Fiora nè. Ê, chơi nhạc buồn liền ha. Thua cái là chơi nhạc căng thẳng buồn liền ha. Hào khúc này nghiêm túc, khúc này đang thua đúng không? Đang thua game đó đúng không? Cái gì để nó nói gì? Để bây giờ là kiểu dạng nó là huấn luyện viên phó luôn. Trong cái team này nè. Nó là huấn luyện viên phó luôn. Tưởng lúc mà cái xa lúa ra chứ nó mới level 1 vợ. Nó một mình cạnh nó đánh luôn á. Ý là nó tưởng đi. À là nó một là mình cho đi ra được đúng không? Ý là ừ là tưởng tưởng nó một level. Là xong là để hai mình nhây thôi. Ai ngờ nó level 2 luôn rồi. Mình còn đánh được mà. Mình kéo luôn ra là mình đánh được. À cái khúc này là đang kể về cái khúc mà cập rập lúc đầu á. Anh em nếu mà coi mít chết cập rập khúc đầu thì thằng Vinboy nó muốn giúp, xong Ballet nó kêu ra, xong mình la bla 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 đồ các thứ. Nó không có vô cái khớp của rừng với lại sụp với lại cả AD nữa. Nên pha đó bị cướp blue fail đúng không? À, nó bị fail. Đang nói về giải quyết về cái bài toán đó nè.
bài toán giao tiếp, bài toán xử lý quay lính, kiểu là như vậy thôi. Hamed thích cầm mấy con càng lướt, quét mạnh, Zeroth ưu tiên mấy con gây sát thương cao, cần kỹ năng, Ember thích mấy con khống chế mạnh, tạo đột biến, tiền giao tranh. Cũng hợp lý, nghe thấy cũng hợp lý. Nhưng mà cái quả đó là boss mình không có nói là mình chưa về mua đồ á, mình bị lưỡng lự á. Kiểu thằng Vinh nó muốn về mua đồ xong rồi kiểu họ muốn đánh kiểu giống như là mình bị chấp muốn đánh thế thua. Thật ra là cái lời pha đó tình huống mà muốn. Thì ý là lúc mà giúp đẩy xong chạy ra cua, cái thấy cua chưa ra cái sai thấy đó, cái mình thấy con sư ba đi xuống cái mình chơi luôn. Nhưng mà mình chơi cái đó là mình chơi rướng mà. Tình huống rướng mà. Tại vì AD nó Gary nó mới về mua đồ chạy ra luôn. Em nghĩ nếu mà em với Trung đâm được là chết đó. Sống rồi đó. Lúc đó là em dồn, hay dồn làm phế luôn rồi. Ừ, ý là có tẩy thì nó sống rồi. Em Trung đang bổ ra là đi nghe. Điền cây ba rọi hả? Nãy mới kêu xong vô giết được. Xong rồi Trung nó kêu có tẩy sống rồi. Xong có tẩy sống. Hay quá. Bọn sao? Nói chung là rút rút kinh nghiệm. Cái này gọi là gì? Review nhanh hả? Cái pha mấu chốt của cái ván thi đấu thôi. Coi như là review cái pha mấu chốt thôi anh em là chính. Nó uống đây, quay, nó uống đây. Cái em. Đó là nhà cãi. Hợp chất bất ổn, hợp chất điên loạn đã cướp được một đối phương và cố gắng tấn công một người của Spider nhưng là không được. Phì vô động viên luôn án chứ. Anh ta vẫn còn máu sẽ được bắn. Anh ta đang bị mắc kẹt ở trong hàng rồng. Mặc dù là rồng lửa, miệng hàng rồng rất rộng nhưng Spider vẫn không có bất kỳ một góc nào được để thoát ra được nơi cửa tử đó. Celeb nhỉ? Không mà tính ra nha, tính ra cái đợt này là cái bệ tướng của Celeb là khác hơn so với cái bệ tướng cũ á. Bệ tướng cũ là anh em thấy spam mấy cái con mà kiểu dạng Zinx với lại Zihin rồi các thứ không à. Đợt này cái bệ tướng của Celeb là chịu chơi AF, chịu chơi Kalista rồi các thứ nhiều nha. Đó. Già chứ mà cũng phải đánh theo meta. Chứ không có phải được kiểu dạng già xong mà chơi mấy cái con tướng cũ hoài. Cấp tiến, nói chung tư duy cấp tiến. Hello mọi người. Hoang dã đây nào. Anh em hoang dã đây nào. Bố điên rồi. Bị nồng quá. Nồng quá. Lúc bị em phun cây máu mà. Rồi tại tại nó mà. Nó bị đau quá. Bố nó dữ ạ. Nồng quá mà. Nó rờ hai vô chỗ luôn rồi. Tiền quá. Tôi đã xin nhiều. Chứ phần có trọng mọi người đánh á. Đánh kỹ kỹ lúc đầu thôi. Khi nãy mình kỹ kỹ lúc đầu là tụi nó kiểu bỏ tay với mình liền rồi. Nãy chứ. Nhớ quá à. Nhìn mấy cái clip hậu trường này nhớ mấy cái kiểu dạng là nhớ ngày xưa cũng kiểu dạng banh bích rồi xong rồi chuẩn bị ván đấu xong rồi ra review rồi tận hưởng niềm vui cùng với anh em sau những cái trận đấu thắng hấp dẫn. Và bên cạnh đó là xen kẽ của những cái nỗi buồn của những cái trận thất bại. Có những hôm mà vắt tay trên trán không ngủ được. Tại vì sao game đó mình lại thua? Tại vì sao mình lại bích một cái team com khó đánh như vậy? Nhớ cái cảm giác hòa mình vào liên minh huyền thoại quá à, trong những cái giải đấu chuyên nghiệp tại VSET quá à. Ember đang rất mạnh mẽ tiến lên, có dạng na tỉ nị, anh ta sẽ tự tin truy đuổi vào Yijin, còn phía bên này sẽ đã buộc phải tốc biến bỏ chạy, địa hung gió không thành công. Nhưng anh ta lại có đồng đội và có rất nhiều người ở đây, Thủy Ngục đã trúng và nó khiến cho cô tịch sẽ phải nằm xuống. Sẽ là không còn cách nào để chạy nữa và ta cũng gục ngã chung với những người đồng đội của mình.
Từ từ cái khúc này đang nói cái gì à? Cái khúc này đang nói gì mà phải cắt nè, phải cắt tiếng nè. Ballet đã kêu là đó, thấy không, anh thấy không, mình đánh từ từ thôi là mình sẽ có cái thế trận ở đường dưới, hoặc là nói gì vấn đề gì liên quan tới cái tướng của team mình hay sao, cắt liền, cắt liền. Ngày phía ác vậy. Em thấy thì cũng bình thường thôi ạ. Tại vì team em trên cũng ác, dạo này gắn kết nhiều hơn nên là thấy cũng thế bình thường. Trong trận đấu á thì mình thấy là có tiệm nó có vẻ là nó hơi cay Ember á. Ember có thể giải thích lý do tại sao không? À, chắc là tại mình ném đá nhiều quá nên cay. À, đúng không? Rồi là trong hai đối thủ là Gam và GE vừa qua thì Ember nghĩ là đâu là đối thủ. Này dám lựa chọn GE lắm không? Nó chọn GE mạnh hơn Gam, GE gây khó khăn hơn Gam luôn. Để coi đúng không? Mạnh hơn. À thì tất nhiên là Kia già. Kia già đang tông một Việt Nam. Vẫn hợp lý. À, Kia già. Nghĩ thế nào về phong độ hiện tại của Ember? Phong độ hiện tại của Ember rất là tốt. À, nếu mà được đánh giá so với cái top lane khác thì Kia đánh giá như nào? Chắc cũng giờ chắc cũng không vô tính nào á. Phía nhìn dễ thương. Trời ơi, bây giờ mới clip cái trận 2 à. Ra nhiều clip thiệt, nói chung đợt này bên phía của BTC ra nhiều clip quá. Nhưng mà coi mình coi thêm được cả clip hậu trường với lại clip may chết rồi các thứ nữa nè. Ok. Team nào cũng có linh vật, có phải là do Gam không có còn deep kit nên mới sụp phong độ không tâm linh một chút nào? Cũng hợp lý ha. Cũng hợp lý. Nó cũng là một cái gì đó mà nó hơi tâm linh một chút.